Bạn có biết 90% người thành công đều thừa nhận có những bí mật dẫn đến thành công của họ? Đó có thể là những chiến lược kinh doanh độc đáo, những thói quen giúp làm việc hiệu quả hoặc cách nhìn nhận thế giới khác biệt. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 6 bí mật mà họ thường giữ kín. Hãy sẵn sàng, vì những gì bạn sắp nghe có thể thay đổi cách bạn đạt được thành công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào sắp tới. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Trước khi tìm hiểu những bí mật, hãy cùng bỏ đi một số suy nghĩ sai lầm về thành công. Những quan niệm này không chỉ làm chúng ta hiểu sai về thành công, mà còn có thể cản trở chúng ta trên con đường đạt được nó. Bạn đã bao giờ nghe rằng thành công chỉ cần làm việc chăm chỉ hoặc có tài năng bẩm sinh? Đây là những yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả. Chăm chỉ và tài năng chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Thực tế, thành công không phải lúc nào cũng đến từ việc bạn là người thông minh nhất hay chăm chỉ nhất. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự kiên trì, khả năng thích nghi và sự sáng tạo. Nó đến từ việc bạn hiểu rõ bản thân, điểm mạnh của mình và biết cách phát huy chúng. Hiểu rõ bản thân giúp bạn định hướng đúng đắn và tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất. Nhiều người nghĩ rằng phải hoàn hảo trong mọi việc mới có thể thành công. Họ lo lắng về việc mắc lỗi và sợ rằng những sai lầm sẽ làm hỏng cơ hội của họ. Nhưng sự thật là, thành công không phải là không bao giờ mắc lỗi, mà là rút kinh nghiệm từ những lỗi sai đó và tiếp tục cố gắng. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Một suy nghĩ sai lầm khác là thành công là đích đến cuối cùng. Một khi đạt được, bạn sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng thực tế, thành công là một quá trình liên tục, không ngừng nghỉ. Nhưng thành công không phải là đích đến, mà là một hành trình liên tục học hỏi, phát triển và hoàn thiện bản thân. Mỗi bước đi trên hành trình này đều mang lại những bài học quý giá và những trải nghiệm đáng nhớ. Họ hiểu rằng thành công không có công thức chung cho tất cả mọi người. Mọi người có một con đường riêng, một cách tiếp cận riêng để đạt được mục tiêu của mình. Họ biết cách xác định điểm mạnh của mình, vượt qua nỗi sợ hãi và nắm bắt cơ hội. Điều quan trọng là không ngừng học hỏi và không ngừng phát triển. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá từng bí mật một, từng bước một, để giúp bạn xây dựng con đường dẫn đến thành công của riêng mình. Hãy sẵn sàng cho một hành trình đầy thú vị và thử thách. Bí mật đầu tiên mà những người thành công thường giữ kín chính là sức mạnh của tư duy phát triển. Đây là một yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua những thử thách và đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Họ không tin rằng trí thông minh hay tài năng là cố định, mà họ luôn tin rằng bản thân có thể học hỏi, phát triển và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Điều này có nghĩa là họ luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân. Hãy tưởng tượng bạn là một người thợ rèn. Mỗi ngày bạn đều rèn luyện kỹ năng của mình bằng cách tạo ra những sản phẩm mới, thử nghiệm những kỹ thuật mới và học hỏi từ những sai lầm của mình. Quá trình này không chỉ giúp bạn nâng cao tay nghề mà còn giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Càng rèn luyện nhiều, kỹ thuật của bạn càng trở nên điêu luyện và bạn càng có thể tạo ra những sản phẩm tinh xảo hơn. Điều này cũng áp dụng cho mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống, tự học tập, công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Tư duy phát triển cũng giống như vậy. Nó không chỉ giúp bạn cải thiện kỹ năng mà còn giúp bạn xây dựng một tinh thần kiên cường, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Nó cho phép bạn nhìn thấy thất bại không phải là kết thúc mà là cơ hội để học hỏi và phát triển. Mỗi lần bạn gặp phải một trở ngại, đó là một cơ hội để bạn rút ra bài học và trở nên mạnh mẽ hơn. Người có tư duy phát triển luôn muốn học hỏi kiến thức mới. Họ không ngại đặt câu hỏi, tìm kiếm sự giúp đỡ và học hỏi từ những người xung quanh. Họ hiểu rằng kiến thức là vô tận và việc học hỏi không bao giờ dừng lại. Họ hiểu rằng việc học hỏi không bao giờ dừng lại, ngay cả khi họ đã đạt được một số thành công nhất định. Họ luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và không bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được. Thay vì coi thất bại là bằng chứng cho sự kém cỏi, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Mỗi lần bạn thất bại, hãy tự hỏi mình đã học được gì từ trải nghiệm đó và làm thế nào để cải thiện trong tương lai. Hãy áp dụng tư duy phát triển vào cuộc sống của bạn và bạn sẽ ngạc nhiên bởi những điều bạn có thể đạt được. Khi bạn tin rằng mình có thể phát triển và cải thiện, không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể đạt được. Hãy bắt đầu từ hôm nay, hãy rèn luyện tư duy phát triển và khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân. Bí mật thứ hai mà chúng ta sẽ khám phá chính là sức mạnh của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có biết rằng đằng sau mọi người thành công là cả một mạng lưới hỗ trợ vững chắc. Người thành công hiểu rằng họ không thể tự mình làm mọi việc. Họ chủ động xây dựng mối quan hệ với những người có thể hỗ trợ,
truyền cảm hứng và giúp đỡ họ trên con đường thành công. Hãy nghĩ về những mối quan hệ của bạn như một khu vườn. Bạn cần phải dành thời gian chăm sóc, vun trồng và loại bỏ những cây cỏ có hại để khu vườn của bạn luôn tươi tốt. Hãy bao quanh bạn bằng những người tích cực, ủng hộ và truyền cảm hứng cho bạn. Hãy kết nối với những người có chung chí hướng, những người có thể giúp bạn phát triển và đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, hãy học cách nhận biết và loại bỏ những mối quan hệ không tốt, những người luôn hạ thấp bạn, khiến bạn nghi ngờ bản thân và cản trở sự phát triển của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Hãy vun trồng và chăm sóc mạng lưới quan hệ của bạn cẩn thận. Chúng ta thường nghe nói về việc bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng bí mật thứ ba mà người thành công nắm giữ chính là sự thoải mái khi đối mặt với sự không chắc chắn và chấp nhận rủi ro một cách có tính toán. Điều này không chỉ đơn thuần là việc chấp nhận rủi ro mà còn là việc hiểu rõ và chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra. Sự không chắc chắn có thể là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ nếu chúng ta biết cách khai thác nó. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên bờ vực của một thác nước, nước chảy xiết và đầy bí ẩn phía dưới. Tiếng nước đổ ầm ầm, không khí ẩm ướt và mát lạnh, và bạn cảm nhận được sự hồi hộp trong từng nhịp tim. Đó là khoảnh khắc mà bạn phải đưa ra quyết định quan trọng. Bạn có hai lựa chọn: đứng yên trên bờ, an toàn nhưng nhàm chán, hoặc nhảy xuống thác nước, đối mặt với thử thách và khám phá những điều mới mẻ. Sự lựa chọn này không chỉ là về việc đối mặt với nỗi sợ hãi, mà còn là về việc mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm mà bạn chưa từng có. Người thành công thường chọn cách nhảy xuống thác nước. Họ không chỉ đơn thuần là những người dũng cảm, mà còn là những người biết cách đánh giá và tận dụng cơ hội. Họ hiểu rằng, mỗi lần nhảy xuống là một cơ hội để học hỏi, để phát triển và để tiến xa hơn. Họ hiểu rằng, thành công không nằm trong vùng an toàn, mà nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi. Đó là nơi mà họ có thể khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân, nơi mà họ có thể vượt qua giới hạn của chính mình. Họ không ngại thử thách bản thân, thử nghiệm những điều mới mẻ và chấp nhận rủi ro một cách có tính toán. Mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, mọi quyết định đều dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm. Họ hiểu rằng, thất bại là một phần của quá trình thành công, và mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá. Thất bại không phải là điểm dừng, mà là một bước đệm để tiến lên. Mỗi lần đứng dậy sau thất bại, họ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và thông minh hơn. Điều quan trọng là bạn phải phân biệt được giữa rủi ro mù quáng và rủi ro có tính toán. Rủi ro mù quáng là khi bạn hành động mà không có sự chuẩn bị, không có kế hoạch. Ngược lại, rủi ro có tính toán là khi bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trước khi bước ra khỏi vùng an toàn, hãy dành thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin và chuẩn bị cho những thử thách có thể xảy ra. Hãy lập kế hoạch chi tiết, dự đoán các rủi ro và tìm cách giảm thiểu chúng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với những thử thách. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với thử thách và khám phá tiềm năng thực sự của bạn. Đừng để nỗi sợ hãi kìm hãm bạn. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi ra khỏi vùng an toàn là một bước tiến gần hơn đến thành công. Khám phá những điều mới mẻ, học hỏi từ những trải nghiệm và không ngừng phát triển bản thân, đó chính là con đường dẫn đến thành công thực sự. Bí mật thứ tư mà chúng ta sẽ khám phá chính là sức mạnh của sự tập trung. Trong thế giới đầy rầy sự xào lãng ngày nay, người thành công hiểu rằng thời gian và năng lượng là có hạn. Họ biết cách loại bỏ những phiền nhiều, tập trung vào những điều quan trọng nhất và làm việc hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn đang nhắm cúng vào một mục tiêu. Để bạn trúng đích, bạn cần phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào mục tiêu, loại bỏ mọi suy nghĩ và cảm xúc khác. Sự tập trung cũng giống như vậy. Nó đòi hỏi bạn phải rèn luyện khả năng loại bỏ phiền nhiều, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và làm việc hiệu quả. Một trong những cách tốt nhất để cải thiện sự tập trung là áp dụng kỹ thuật Pomodoro. Kỹ thuật này bao gồm việc bạn tập trung làm việc trong 25 phút, sau đó nghỉ ngơi 5 phút. Hãy ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng nhất và tập trung hoàn thành chúng trước khi chuyển sang những việc khác. Bí mật thứ năm và cũng là một trong những bí mật quan trọng nhất chính là tinh thần ham học hỏi không ngừng. Người thành công không bao giờ ngừng học hỏi, cho dù họ đã đạt được bao nhiêu thành công trong cuộc sống. Họ hiểu rằng thế giới luôn thay đổi và để thành công trong thế giới đầy biến động này, họ cần phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng và thích nghi với những thay đổi. Hãy tưởng tượng bạn đang leo núi. Để lên đến đỉnh núi, bạn cần phải liên tục bước tiếp, vượt qua những chướng ngại vật và thích nghi với địa hình thay đổi. Việc học tập cũng giống như vậy. Hãy luôn giữ cho tâm trí bạn cởi mở, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới. Hãy thử thách bản thân với những lĩnh vực mới,
những kỹ năng mới và không ngừng mở rộng kiến thức của bạn. Bí mật mạnh mẽ nhất, sống với mục đích. Người thành công không chỉ theo đuổi thành công vì danh vọng, tiền bạc hay địa vị. Họ có một lý do sâu xa hơn, một mục đích lớn lao hơn thúc đẩy họ mỗi ngày. Họ muốn tạo ra sự khác biệt, để lại di sản và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì khiến tôi thực sự cảm thấy sống động? Điều gì khiến tôi muốn thức dậy mỗi sáng? Tôi muốn tạo ra sự khác biệt gì trên thế giới này? Khi bạn tìm thấy mục đích sống của mình, bạn sẽ có động lực vô hạn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó chính là chìa khóa để bạn giải phóng tiềm năng thực sự của mình và đạt đến đỉnh cao của thành công. Chúng ta vừa khám phá 6 bí mật mà người thành công thường giữ kín: tư duy phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thoát khỏi vùng an toàn, sức mạnh của sự tập trung, tinh thần ham học hỏi không ngừng và sống với mục đích. Hãy nhớ rằng, thành công không phải là điều gì quá xa vời. Nó nằm trong tầm tay của bạn, miễn là bạn dám ước mơ lớn, hành động dứt khoát và áp dụng những bí mật này vào cuộc sống của bạn. Bạn có suy nghĩ gì về 6 bí mật này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của tôi về chủ đề phát triển bản thân và chinh phục thành công nhé.